Rồi, hello các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Channel với Nhà Đức. Hôm nay thì lại là một ngày rất nắng Hà Nội luôn, và kết thúc một ngày lâu lắm rồi mình lại quay một cái livestream được công quản đóng hàng cho các bạn. Đấy, rất nhiều anh em hỏi mình là đóng hàng thì mua hàng của Phúc Tùng ô tô Nhật Đức như thế nào, rồi là cách thức giao dịch ra sao, thì vẫn như mọi lần mình nói với các bạn thôi. Anh em nào mà kết mặt hàng nào mà cần nhu cầu mặt hàng nào thì anh em cứ BM cho mình theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038, cũng như là 0243 861 6426. Các bạn check cho mình ba số điện thoại đó. Sau khi check xong thì anh em mình có thể một là nói qua cho mình biết, mình mà chưa hiểu thì anh em có thể chat qua Zalo, Facebook, Messenger. Đó, sau đó thì anh em mình chốt mặt hàng ở bên mình sẽ đóng hàng gửi cho các bạn nhá. Đây, từ những cái rất là đơn giản thôi, bên mình sẽ gửi. Đó, anh em không cần cọc chèo bất kỳ đồng nào cả, nhận hàng chúng ta thanh toán kiểm tra. Đó, chúng ta nhận hàng này, chúng ta kiểm tra hàng đúng sản phẩm chúng ta nhận, cũng đúng sản phẩm các bạn không mất một đồng nào luôn. Riêng bên mình là như vậy đấy, và chúng ta trôi đi được rất là tầm khoảng một thời gian rất là dài, gần 2 năm nay rồi mình đã làm cái phương án này và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của anh em trên cả nước, từ tất cả mọi người đã ủng hộ cũng như sát cánh với mình để có một ngày hôm nay càng ngày nó càng lớn mạnh hơn nữa. Mong mọi người ủng hộ cho mình đấy các bạn nhé. Các bạn chỉ việc là inbox chat với mình thôi và chốt cho mình địa điểm, số điện thoại người nhận, thì khi vào đến tay anh em thì anh em cố gắng là nhận hàng cho mình sớm. Đấy, vì nhiều bác có thể là các bạn muộn đấy. Hôm nay thì có hai anh trai, rất nhiều anh trai ủng hộ hàng đây, có những gói hàng nó rất là lật vật bên mình vẫn gửi các bạn nhá. Không quan trọng vấn đề nhiều ít, các bạn ủng hộ mình là mình vui lắm rồi đó các bạn, thấy không? Toàn bộ hàng đây mình gửi cho các bạn đấy, rất đơn giản luôn đấy, kể cả những cái đèn sườn bên mình rất là hot mình gửi cho các bạn luôn đó. Còn gửi ở đâu thì anh em mình ship toàn quốc các bạn nhá, anh em ship toàn quốc luôn, không nhất thiết phải ở một nơi nào đó mà chúng ta gửi toàn quốc luôn các bạn ạ. À, đó, rất nhiều sản phẩm luôn mình gửi đến tay các bạn, mong các bạn ủng hộ nha các bạn nhá. Đây là toàn bộ đơn hàng hôm nay gửi cho các bạn. Đấy, bên mình đóng rất là chắc chắn luôn, về che mưa bên mình đóng toàn bộ vào khung, nhiều khi đóng vào khung như này rồi mà vẫn còn bị vỡ đấy các bạn ạ. À, buồn, nhiều lúc buồn chưa từng thấy luôn. Đó, đây cái gương bên mình đóng rất chắc chắn các bạn thấy không, bên mình trói cả hộp này luôn. Ok cho các bạn. Thank you mọi người rất là nhiều nhá. Nếu mọi người có gì ủng hộ cho mình. Hôm nay thì được sự ủng hộ của mọi người, chỗ này nó rơi vào gần 40 đơn hàng. Đấy, cả to cả nhỏ. Thank you mọi người rất là nhiều luôn. Có gì các bạn nhớ ủng hộ cho mình nhá, và nhớ ủng hộ và đi care, cũng như theo dõi những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Đó, còn những sản phẩm nào mà mình gửi cho các bạn bị nhầm sản phẩm thì anh em không cần mất 1.000 phí nào. Cảm ơn mọi người đã đợi mình để mình quay lại gửi các bạn sản phẩm khác. Các bạn không cần phải mất 1.000 phí nào khi các bạn mình gửi nhầm cho các bạn hàng nhá. Đấy, còn đôi khi trong lỗi mà hàng hóa có bị sai sót trước các thì các bạn trả lời cho mình thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn, thank you anh em đã ủng hộ trong quá trình này vừa qua. Đấy, lâu lắm thì đúng video gọi là đóng hàng kiểu gì rồi gửi hàng ra sao. Đấy, bên mình rất đơn giản thôi, anh em tin tưởng, anh em cứ đặt hàng kiểm tra thanh toán. Đó, bên mình đồ chơi tụng ABC đầy đủ hết các bạn nhá. Chú Ánh ơi, xong rồi chú Ánh ơi. Xong rồi chú. Xong rồi chú ơi, cho vào đi. Cho vào đây này. Xếp vào cho cháu với. Đó, bên mình rất là nhiều hàng các bạn nhá. Thật cẩm nha. Ok, thank you mọi người. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.